Đây, mọi người ngắm gần. Chào mọi người, đây là Gina. Hôm nay trời xanh mây trắng nắng vàng. Nhưng mà có tin không có vui là Gina bị sảy thai. Bầu rồi mà bị sảy. Nên là sẽ không có đàn con của Gina và Marvin đợt này nữa. Đây. Mấy ngày Gina phá, Gina cào mõm vào trụi hết cả lông mõm rồi. Gina ơi, nào, thằng diễn viên chính mà này, đây, nhìn cái mõm của Gina này, nhìn cái mõm Gina này, là ấy luôn này. Nào. Thôi tiện thì để mọi người quay mọi người ngắm Gina một tí vậy. Để ai mà trông chờ Gina thì lần sau, lần tiếp theo này sẽ làm lại cho cái cặp Gina Marvin này. Bầu rồi mà em nghịch quá. Em chưa đẻ lần nào em nghịch quá. Và em lại nhà nữa, di chuyển chỗ ở cho Gina. Nào Gina ơi, ra đây nào, di chuyển chỗ ở, cho nên là với cái tính cách đại ca là nắn gần nhau với một con nữa, thành ra là cứ ồn ào nhảy bỏ lên, cho nên là sảy. Ngực là cũng có độ thõng ti đây này, có độ thõng ti nhưng mà sảy mất rồi, chưa đẻ lần nào. Và như thế là cũng vẫn là chưa được đẻ này nè. Như vậy là ba cái đàn cún ở cái lịch sinh đợt này thì ngày hôm qua là Gita với lại Lucky, cặp đấy là đã đẻ rồi, giữ được có ba con. Gina hôm nay chính thức báo với mọi người cặp Gina Marvin là sẽ không có cho con ở đợt này, sảy rồi, mất rồi. Bây giờ là ba cặp sẽ còn trông chờ cặp Satina trong cái đợt cuối tháng này, còn trông chờ duy nhất cặp Satina và Bruno. Sau cái loạt ba con này thì đến cái loạt tiếp theo là loạt trông chờ giữa Dina và Mavi, cộng với này Sakuza và Bruno là hai cặp phối rồi, bầu rồi. Hy vọng là cái quá trình bầu và sinh đẻ nó thuận lợi để mà có cho con cho mười mấy hai chục anh em đang chờ. Rất là tiếc, mọi người thông cảm nhé, lại cùng chờ đợi thêm. Cảm ơn mọi người. Tiện thì quay luôn Gina để mọi người cùng ngắm. Tiện bắt con ngan làm bữa trưa. Nhử luôn, quay luôn. Mọi người xem Gina. Cái độ ham hoạt động nó là khủng khiếp. Gina bay liên tục. Rất là yêu chủ. Rất là nữ tính nhưng mà lại rất là đại ca. Body siêu chắc khỏe. Kéo dây chủ trượt tay suốt. Gina là thợ săn chim. Khi mà được nuôi ở trong lồng ở gần cánh đồng thì Gina đã từng có cái chiến tích là lừa bắt được một con chim bay vào ăn đồ ăn của Gina. Mọi người ngắm body của Gina. Chất lông tốt. Body rất là cân đối.
khỏe, màu mảng đẹp. Đây, mọi người ngắm gần. Gina còn mấy vết nấm ở trên người, để đợt này sẽ bôi nốt cho Gina. Khí hậu miền Bắc thì thời gian vừa qua nó rất là ẩm, mà Gina lại đang mang bầu cho nên là có mấy cái vết nấm, nhưng mà không có dám bôi nhiều, chỉ có bôi cồn thôi. Đợt này Gina không còn bầu nữa thì sẽ bôi cho Gina để Gina khỏi luôn. Gina là con của Dakota, nhập Dakota Best in Show 2014 và Lucky Luck the Bird, là con chó hai con bố mẹ đều là những con chó vàng bóng một thời. Cùng ngắm cái body của Gina. Rất là khỏe. Rồi. Giả phá mấy cây đinh lăng. Mấy cây đinh lăng để chăm tuổi già của tôi. Như đã nói là Gina bị sẩy, có lẽ là do một là cái tính cách của Gina, hai nữa là lạ nhà. Bởi vì di chuyển chỗ ở cho Gina, Gina và em gái cùng mẹ Hana, hai chị em không có đứa nào chịu thua đứa nào. Hai đứa cứ đứa nọ đi qua chỗ đứa kia là ồn ào dọa nhau. Đợt này Gina xảy rồi thì sẽ phải cho hai chị em làm hòa với nhau, để hôm nào sẽ có một cái video quay hai chị em chơi hòa thuận với nhau, để mọi người ngắm hai chị em có đều có cái nét giống mẹ Dakota, tính cách giống nhau, đều rất là bá đạo, giống tính cách của Dakota, yêu chủ, hòa thuận với những con nào chấp nhận làm đàn em của mình, chứ không chịu làm em của đứa nào. Với những cái con tính cách như thế này thì cái người chủ phải làm đại ca của chúng nó, phải làm đại ca chung, và khi có chủ ở đấy thì là chúng nó sẽ không được phép là cạnh tranh làm đại ca, bởi vì chúng nó đều sẽ làm tiểu đệ của chủ. Trước khi mà Gina lấy giống là đã cho hai chị em hòa thuận với nhau rồi, mà sau khi Gina lấy giống xong thì cách mất mấy ngày xa nhau thì về nhà là hai chị em lại bắt đầu lại cà khịa. Hana cũng không phải dạng vừa, Gina cũng vậy, đều là những đứa tính cách rất là đại ca. Lần tới đây thì Gina sẽ được cho gặp lại Marvin, có thể Hana cũng sẽ cho gặp Marvin luôn, để cho hai chị em cùng mẹ cùng phối cùng con đực xem nó ra hai đàn chó con như thế nào. Mọi người cùng chờ.